Hello cả nhà, lại là mình đây Hưng Vũ. Và clip này mình làm ra nhằm mục đích là trả lời các câu hỏi, những cái thắc mắc của các bạn về cái việc là nuôi cá sấu. Thì cái câu hỏi mà phổ biến nhất của các bạn là: anh ơi, anh nuôi con này rồi khi nó lớn lên thì như thế nào? Thì khi nó lớn thì cũng tùy hoàn cảnh và mà mình ấy chứ. Ví dụ như là bé sáu của các bạn nuôi lớn mà lên hung dữ thì chỉ có một cách là đưa bán ngược lại cho trại cá sấu thôi, để cho họ bán thịt và bán da. Còn nếu như mà bé cá sấu bạn ngoan hiền, tương tác với chủ không có quạo quọ này nọ kia thì có thể nuôi như chó như mèo bình thường ở trong nhà, không có sao hết. Còn sợ thì có thể buột miệng lại, tới giờ ăn thì mở miệng ra cho ăn, như vậy thì nó cũng hơi khó chịu. Thì đối với riêng mình thì có rất là nhiều phương án. Nếu mà nhà không có điều kiện nữa thì chỉ còn cách là đưa ngược về trại thôi. Còn nếu mà có điều kiện thì có thể xây cho bé một cái hồ rồi cái chuồng rồi bỏ bé vào, cũng đơn giản. Câu hỏi kế tiếp là massage cá sấu bao nhiêu? Thì Việt Nam của chúng ta hiện tại là chia làm hai dòng cá sấu, là thứ nhất là hoa cà, thứ hai là cá sim. Thì đa số cá là bây giờ bán ra đa số là cá sim. Sấu sim thì massage tầm từ 2 tới 4 mét tùy con, nên là nó cũng không có phải là lớn lắm, mà tính nó cũng đầm đầm hơn, phải gọi là đầm hơn những con hoa cà. Đó, rồi câu hỏi tiếp theo là cá sấu ăn gì và lượng thức ăn như thế nào, mình cho ăn như thế nào là đủ. Thì đối với riêng mình nha, mình nuôi theo kiểu ép size, là cho bé vào một cái môi trường nhỏ, cho ăn một cái lịch ăn là một tuần một lần ăn từ 3 tới 5 ngàn cá chép mồi hoặc là cá lóc mồi tùy. Đây các bạn xem bé bắp nhà mình đây, cũng uống nu à, không hề ốm, cái đuôi rất là mập luôn, không hề ốm, đuôi nu à. Đây rồi, còn câu hỏi kế tiếp là mình thuần cá sấu như thế nào, thì clip cũng như cái clip trước mình có đã chia sẻ rồi á. Thì cá sấu nếu mà muốn chơi, muốn tương tác, muốn thuần nó nhiều thì phải tương tác cho nó nhiều và cho bé cảm giác là an toàn, cầm trên tay nhưng không được gò bó bé quá, đừng có bóp chặt quá, để cho nằm trên tay gì cũng như vậy cũng được, vuốt con tay lại vậy nè, vuốt thì nó sẽ an toàn hơn, bé không có đáp được dính ngón tay mình. À, bắp này màu khá là sáng đó, cứ vuốt vậy thôi. Còn cách bắt thì mình cũng đã chỉ các bạn ở cái clip trước rồi. Đấy, mình chỉ cần để vậy rồi mình vuốt thôi. Có rất là nhiều cách vuốt, vuốt gì, vuốt như vậy để cho bé có cảm giác tin tưởng và thư giãn, thong thả nhất có thể trên khi mà bé nằm trên tay bạn tương tác các bạn. Thì chơi cá sấu thì muốn thuần thì phải cầm nhiều, chơi nhiều và làm cho bé có cảm giác thoải mái khi mà chơi với bạn, chứ đừng có bóp quá. Một số bạn cứ cầm bóp vậy nè rồi hỏi sao con ta không khó chịu, mấy bạn bị gì mấy bạn khó chịu không? Có chứ, để gì nằm phút thôi đó, phút cổ rồi, nhẹ thôi. Ban đầu nếu mà mấy bé, một số bé về mà hơi hoảng hay là táp nó kia thì vuốt đầu, cầm cầm ban đầu thì nên cầm như vậy nè, nên thôi nha, cầm như vậy vuốt từ từ, rồi từ khi mà các bé ổn rồi á thì bắt đầu chuyển lên cái cách cầm như vậy, nó sẽ nhanh, đẩy nhanh tiến trình tin tưởng hơn. Bé bắp này còn cắn không? Còn cắn đó, nó không có hiền như các bạn nghĩ đâu. Nhiều bạn cứ nhắn hỏi mình sao bắp nó hiền quá, thì không có đâu, vẫn còn táp mình đó, nhưng mà mình làm sao cho bé không táp được tay mình thôi. Với lại mình
cho bé tin tưởng và hạn chế tối đa cái việc mà bé tác sản cắn bậy. Đây đó, cắn thì vẫn cắn nhưng mà kiểu như là không có quay tác sản và có cái ý định cắn nhiều như hồi trước nữa. Những ngày đầu mình mới đem bé về thì máu bị lấy máu liên tục à, còn bây giờ thì đó, như các bạn thấy đó, đe dọa đó, quay đầu ngược lại nhưng mà không cắn, dù có cắn thì cũng cắn nhẹ chứ không có tới mức gọi là chảy máu, nó cũng đỡ rồi. Bé bắp thì mình đem về để cách đây cũng gần 1 tháng rồi, 23 24 ngày gì đó rồi, cứ tương tác nhiều vào, tương tác càng nhiều càng tốt thì mấy bé sẽ tin tưởng các bạn hơn. Rồi cho ăn, khi cho ăn á, cái tuần đầu tiên, 1 2 tuần đầu tiên cho ăn thì cứ đổ cá vô trong chuồng cho các bé tự bắt ăn, rồi một trong 1 tới 2 tuần đó phải chơi với các bé thiệt là nhiều để cho mấy bé, phải nói sao ta, tăng cái sự tin tưởng ở con người á. Các bạn đừng có lo cá sấu bị stress, mấy con này nó trâu bò lắm, nó không có stress được đâu, nên là đừng có lo, nó không có như chăn rắn dễ stress, không có đâu. Mình dẫn bắp đi từ sáng tới đâu đó 2 3 giờ cho tối mình mới về tới nhà, mà hôm sau lúc vô ăn vẫn ăn à, không có chuyện gì gọi là stress bỏ ăn, không có. Đây để xem, mình đi thì đi, mình vừa đi học văn hóa mà mình vừa học nhạc, rồi tối thì lại đi off những câu lạc bộ này nọ kia, hoặc là đi chơi sáo hát, thì dẫn bé theo, không tối đi cà phê với bạn bè hay là đi bar rồi kia cũng dẫn bé theo. Và cái đấy, cái đặc biệt là giờ nếu mà có đi bar đi nữa, nó ngủ là nó vẫn ngủ, nên là nó kiểu như là nó sẽ không có bị stress đâu. Cá sấu khó, không, hầu như khả năng stress là 0% luôn á, nó không biết stress là gì hết, nên là đừng có lo, nó đi đi chơi vậy đó vẫn ăn à, tương tác càng nhiều càng tốt, không có sao hết. Bắp mình dẫn đi hoài không có sao, nên là cứ tương tác nhiều chút, chơi cá sấu thì chịu khó tương tác với bé nhiều xíu thì bé sẽ cảm thấy an toàn, mà khi bé an toàn rồi thì nằm, cái chuyện nằm yên như vậy trên tay mình là chuyện bình thường đó. Và một số cái điều lưu ý nữa là khi nuôi cá sấu baby á, thì các bạn chịu khó phơi nắng chút xíu, một ngày phơi nắng tầm đâu đó 30 phút thôi, 30 phút tới 45 phút là đủ rồi, nếu mà là nắng trưa nha. Nắng sớm thì phơi nhiều xíu cho tốt cho da bé và tốt cho hệ tiêu hóa nữa, tại vì tuổi này thì cần nhiệt độ để tiêu hóa, cần nhiệt độ để tiêu hóa thức ăn. Và thay nước thì nếu mà theo lịch của mình nó thì tầm cứ 1 tuần là mình thay 1 lần, hoặc là cứ tốt nhất là cứ thay khi nào thấy dơ là thay rồi. Và video hôm tới này là hết rồi, các bạn còn thắc mắc gì nữa thì comment bên dưới hoặc là biết Facebook mình mà nhắn tin qua nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem.